Asdayc, ikne, là ikne ai đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học ba từ vựng bắt đầu bằng ba chữ cái Ika ne cộng với lại là gì được? đấy ikne là thế nào? cộng với lại gì được? gì gì được? từ đầu tiên, easy được có nghĩa là mó hay là nghịch sò không nào chúng ta hay dùng từ là nghịch điện thoại, nghịch máy tính các thứ ấy. thì chính là từ này nha mọi người nhá. Ketao easy được, Pasco easy được đúng nào mình vào trong quán điện thoại người ta bảo ấy anh cứ nghe thử đi đúng không is it thế nào hay hay là từ này kamiyo đúng không cứ it kuse ga aru kuse ga aru có nghĩa là tật xấu nhá ngoại tật xấu để sờ tóc này đúng không tật xấu nghịch tóc này hay nick tài là cái cà vạt đúng không tật xấu sờ và cà là vạt chưa từ thứ hai kazi được là gặm đúng không hay là thử sức làm điều gì đó gặm đầu tiên này Dingo này hay là kudamono kazi được đúng không gặm táo gặm hoa quả được chưa nào? Thay gỗ sko si kajita koto Tôi đã từng đúng không? Tôi đã từng gặm nhấm một chút tiếng Thái Thì trong này chúng ta dịch là thực sức sẽ hay hơn Tôi đã từng thử sức một chút với tiếng Thái Được chưa nào? Đấy, từ số 3 đó là Nejiru Được chưa nào? Nejiru là vặn Thao được không? để atama ni maku Tức là mình vặn cái khăn, đúng không? Khăn mặt Rồi cuốn lên đầu các bạn xem mấy ông ở trong quán ra mèn đúng không hả suốt ngày cuốn khăn lên đầu tháng nào ok video ngày hôm nay kết thúc tại đây nhá bye bye mọi người